tối 22 tháng 10, Lý Nhã Kỳ đã có những dòng trạng thái về quyết định chia tay bạn trai quen 9 năm. Cô chia sẻ, chặng đường 9 năm yêu là cả một giai đoạn toàn vẹn thăng trầm. Trong một lúc tĩnh tâm, Kỳ chỉ muốn nói Kỳ và Phúc đã chia tay được một thời gian sau 9 năm. Đó đã là một khoảng thời gian đủ đẹp để có thể cất vào ngăn kéo. Suy cho cùng, ai cũng ngờ chi mu nờ đu ơ cờ yên oi mờ trong mọ tờ bàn tay mà mình tin tu ơ ngờ, đó là mọ tờ bàn tay thực sự bi tờ dây tay mình. Còn nếu không thể làm được điều đó, hãy buông nó ra, muộn cũng được còn hơn không bao giờ, nữ diễn viên chia sẻ. Thông báo của Lý Nhã Kỳ khiến công chúng bất thần bởi trước đó, cô vừa tiết lộ chính thức về người bạn trai thường mình 2 tuổi. Theo đó, bạn trai cô không phải một doanh nhân phú quý hay một đại gia mà chỉ là một người bình thường. Cả hai cũng có dự định sẽ sớm kết hôn. Chúc chị an yên với những điều mình lựa chọn, cố lên nhé chị yêu là những bình luận an ủi của fan dành cho người đẹp.